2, 3. Chào mày. Chào hai công tử. Này, cái thằng này, tao là đầy tớ. Chứ không phải là công tử. Nhưng mà tao thích đấy. Mày gọi tao là công tử à? Nè. Cho tao xin một chữ. Dạ, công tử xin chữ gì ạ? Chữ bảo. Cho tao xin chữ. Đau chưa? Ôi dồi ôi. Công tử dặm đau tay tôi rồi. Hôm nay tôi không viết chữ được. Để lần sau tôi viết cho công tử ạ. Bây giờ đau tay không viết được chữ à? Mày không viết được à? Đau tay không viết được chữ hả? Công tử! Công tử! Đúng rồi! Chết đi! Chết đi! Được rồi. Đây là cổng chùa nhá. Hôm nay là ta không sát sinh. Dạ đúng. Hả? Dạ. Nhưng mà mày phải nói á. Nói tao biết. Mày với tiểu thư vừa đấy quan hệ thế nào? Hả? Nói. Công tử nhầm rồi. Thì ra là công tử thích cô nương ấy. Tôi và cô nương ấy không có gì cả. Hiểu nhầm là hiểu nhầm thế nào? Dạ là hiểu nhầm ạ. Mày nói rõ ra. Dạ là cô ấy đến đây để xin chữ của tôi. Còn tôi viết chữ cho cô ấy. Ngoài ra không có gì cả. Này, mày đừng có mà chối cãi nhá. Tao nghe thấy với tao nhìn thấy rõ ràng rồi nhá. Rõ ràng là mày có ý đồ gì đấy với lại tiểu thư của ta. Dạ thưa công tử, cô ấy có thân phận cao quý, chỉ hợp với công tử thôi. Còn tôi chỉ là một thầy đồ nghèo, đũa mốc làm sao dám chòi mâm son ạ. Mày nghĩ được như thế là tốt đấy. Như thế là biết liền. Đúng rồi. Mày nghĩ thế là tốt đấy. Nhà Ngọc Nữ là phải thuộc về ta. Của ta là về ta nào. Nhà Ngọc Nữ ấy là của tao, không phải của hai thằng chúng mày. Dạ vâng ạ, dạ của công tử ạ. Ông nói cho mày biết nhé, ông cứ cho mày một cái vòng tròn như thế này nhá. Viết chữ ấy thì lo mà viết chữ đây, đừng có mà nghĩ ngợi linh tinh. Nàng Ngọc Nữ ấy là của tao, nhớ chưa? Nhớ chưa, của ta. Cái này của công tử. Sao mày không nói gì? Dạ. Mày coi thường tao à? Dạ tôi không có ý đó ạ. Không có ý đấy. Mày có ý cũng không được với tao nhé. Ông cảnh cáo mày thêm một lần nữa nhé. Mày cái gì mà Mày nhá mà nghĩ mà linh tinh nó có ý khác nhá. Mày không ngồi ở đây mà biết chữ được đâu. Cậu ơi, đây là cổng chùa, không sát sinh. Cổng có cổng chùa hả? Mày nhớ đi. Nhớ đi. Mày mà nghĩ ngợi linh tinh mày chết ngay. Nhớ chưa? Cẩn thận đấy. Không muốn ngồi đấy mà chữ mới nghĩa. Chữ mới nghĩa. Không, mày giận, chữ giận. Mày không ngồi đấy mà mày viết chữ được đâu. Chết chưa mày? Chết mày. Về đây. À này, nhớ cái vòng tròn này đi nhá. Hai. Dạ. Về. Nhớ đấy. Sao họ có thể dẫm lên chữ được? Bây giờ thì em đã tự tin hơn khi chọn chàng rồi. Nếu không phải chàng thì sẽ không là một ai khác. Em nhất định sẽ nhờ thầy mẹ thuê thầy về nhà dạy chữ. Bằng cách nào cũng phải làm được. Thôi chết, Liên ở nhà đóng giả, không biết có bị phát hiện không nhở? Ta kể chuyện dài quá, ấm nước nguội mất rồi, pha cho ta ấm mới. Vâng ạ, con đi thay ngay cho thầy đây.
hay nước sôi rồi đấy ạ. Mời thầy Dung. Thầy, thầy ơi, thầy kể tiếp đi. Để ta nhớ lại đã. Thầy ơi, liệu mẹ con có kịp về cứu dì Liên không ạ? Lúc đó, mẹ con chạy như bay về nhà. Ông bà đang nói chuyện. Rượu gặp tri ân ngàn chén ít. Người chẳng hợp nhau nửa chữ nhiều. Văn phòng thế này mới gọi là hay đấy. Cứ như cái văn phòng của mấy cái ông đồ xóm bên đấy, sánh làm sao được cái văn phòng này. Ngọc Nữ ơi, con gái cưng của ta ơi. Mà cả hai đứa ông, không có đứa nào ở nhà là thế nào? Mấy đứa đi đâu hết cả rồi? Ba, con đây ạ. Mắt mũi để đâu? Chết hết rồi. Mà làm cái gì mà ông cứ ầm ĩ thế ạ? À? Chưa về đến nhà mồm cứ toáng cả lên. Tôi ầm ĩ gì đâu. Sao lạ nhỉ? Được cái ở cái nhà này, đàn ông là không uống trà, mà đàn bà toàn uống trà thôi. Trà đặc lắm, mình dùng đi. Cái này này, mày cười gì? Vô mà chuyện ông bà hơi thế là cứ cười. Vô duyên. Bà ơi, thế Ngọc Nữ nhà mình đâu rồi? Nó ốm, nằm ở trong phòng kia kìa. Cái con gái nó ốm mà sao bà không nói cho tôi biết? Hay ông đi đâu bây giờ mới về? Chả nhẽ tôi chạy nhớ đi báo cho ông à? Tôi đi trao đổi văn chương với mấy ông thầy đồ ở bên thôn bên đó mà. Văn chương à? Bà uống trà đi, trà ngon lắm. Có mấy học trò ở trên miền ngược gửi xuống tặng mình đấy, trà ngon lắm, uống ngon không? Thôi, tôi đi gặp Ngọc Nữ con gái một chút nhé. Con ơi, Ngọc Nữ ơi. Lắm chuyện. Trời ơi, cô ơi, cô đi đâu giờ này chưa về? Lâu thế này ông bà mà biết thì chết con mất chồng ơi. Cô ơi là cô. Con gái cưng của ta ơi. Cô ơi, cô giết em rồi. Con làm sao vậy con ơi? Ui, bây giờ lắng nào, bây giờ con ơi, con gái cưng của ta đâu rồi? Dạ, con chào ông ạ. Cô đâu? Cô dạ, thương cô. Cô đi đâu rồi? Ông ấy, cô không biết đâu ông ạ. Ôi trời ơi, mày là kẻ hầu người hạ mà cô đi đâu mày không biết là thế nào? Ông ơi, bây giờ con vừa mới xuống bếp mất là hôm nay con tìm cô là con không thấy cô đâu cả. Ôi ông ơi. Cô là lá ngọc cành vàng của tao nhá. Ông ơi, con xin ông, con không biết đâu ạ. Ông tha cho con ông ơi. Bà ơi, bà lên đây. Cái gì mà ông ở Mỹ lên đây? Làm sao? Con gái cưng của tôi đi đâu? Kẻ hầu người hạ nó không biết đấy. Ôi bà ơi. Xem đây. Ôi tôi chết rồi. Tôi đi đâu rồi? Ôi trời ơi, con ơi, rồi giờ này đi đâu rồi? Ôi đau như thế ông ơi. Bây giờ là con Liên. Dạ. Mày nghe mà hỏi đây. Dạ. Mang cái roi mây vào đây. Con xin ông ạ, à, ông bà tha cho con không biết thật mà ông bà. Ôi tao đánh cút sắc mày. Ôi cô cứu em. Thầy mẹ. Ôi giời mẹ ơi. Mẹ lại nóng giận rồi. Con chỉ ra ngoài sau vườn thôi ạ. À. Ôi giời ơi, con ơi, ốm đau như thế ra sau vườn làm cái gì? Ngồi xuống đây mẹ xem nào. Con gái cưng của bố đi đâu thì cũng phải báo cho thầy với lại u biết chứ lại. Trời. Dạ. Này, thầy là thầy nói cho con biết nhá. Con ấy mà cứ lần thứ hai mà bỏ đi mà không có ai biết như thế này ấy, thầy là thầy vỡ mặt thầy trước đánh đạch rồi đấy. Ôi à, dạ con chỉ muốn ra ngoài để nhìn ngó xung quanh cho thoải mái thôi ạ.
nhìn ngó không được nhưng mà đi đâu là phải có kẻ hầu người hạ nó đưa con đi. Đúng rồi, con nghe lời thầy dặn. Dạ. Thầy mẹ ơi. Sao? Có việc gì? Con muốn được học chữ tại nhà hay là thầy mẹ mời thầy Đồ Lê đến nhà dạy chữ cho con được không ạ? Con gái yêu của ta lớn rồi, ngoài học chữ là tốt rồi. Anh này con. Dạ. Thế sao cứ phải mời thầy Đồ Lê? Cha đây này, cha là cha quen biết rất nhiều các thầy đồ nổi tiếng cả cái vùng này. Đúng. Để cha mời thầy đồ dạy thật giỏi về đây dạy chữ cho con nhé. Mọi chuyện cứ để thầy lo con ạ. Việc học tập là việc của con chứ ạ. Con có học tốt đủ hay không là phụ thuộc vào thầy có tốt hay không. Nhỡ thầy mượn phải thầy đồ không tốt thì con làm thế nào ạ? Con nhà mình lớn lắm rồi, biết suy nghĩ trước sau rồi bà. Thôi được rồi, thầy sẽ mời thầy Đồ Lê về đây dạy chữ cho con. Nhưng mà cũng phải để thầy tính cái chỗ ăn, chỗ ở của thầy Đồ Lê như thế nào cho nó hợp lý chứ. À, thầy ơi, con bảo này, đằng sau nhà mình có một nhà để củi trống đấy. Hay là để con xuống dưới đấy con dọn dẹp rồi mời thầy Đồ về. Mày, mày, biết cái gì? Tiện lên chuyện hệ trọng của con gái ta, cứ đâm cân vào. Con làm sao vậy? Con này thì con không. Thế bây giờ làm sao? Con không có việc gì để làm, con cũng không được học, con buồn, con ốm, con chết ra đấy rồi thì thầy U lại thương. Sao lại nói ở một cái con? Con đừng nói dại như vậy. Thầy mẹ thương con lắm, con có biết không? Con đừng nói như thế nhá. Thôi được rồi, được rồi. Làm sao nào? Được rồi. À, thầy sẽ mời thầy Đồ Lê về đây dạy chữ cho con nhé. Liên! Dạ! Ôi được rồi, hôm nay tao tạm thời nghe mày. Này! Dạ! Xuống cái phòng để củi ấy, dọn sạch sẽ đi. Vâng! Chăn màn phải thơm tho vào. Vâng! Nhớ quét vôi cho nó sáng sủa cái phòng đấy nhá. Dạ vâng ạ, con làm loáng cái là xong ngay không ạ? À này, còn cái phòng bên cạnh để thầy dạy chữ. Còn cái phòng củi ấy, thôi để thầy ở tạm đấy cũng được. Lát nữa lên trên phòng ông viết cho tờ giấy đàng hoàng, con cầm ra con mời thầy Đồ Lê về nó mới chỉnh trọng chứ này. Dạ con biết rồi ông ạ. Con xin phép ông con đi ạ. Rồi thôi đi đi. Vâng. Thôi ông ơi, vợ chồng mình lên phòng để cho con nó còn nghỉ. Từ từ để tôi ngắm con gái tôi đi đã bà. Thôi để cho nó còn nghỉ. Thôi. Dạ. Con nghỉ đi nha. Dạ. Thầy mẹ lên phòng nhá. Dạ vâng ạ. Thầy nghỉ đi. Con chào thầy mẹ. Nó lớn rồi đấy mà. Rồi mình sẽ viết thư cho cha. Mệt lắm nhỉ, tao sẽ sắp cho rộng nhìn rộng rộng nữa rồi. Nhanh chết lên. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Mày người tìm ai? Cậu đó cậu. Ôi cậu ơi, có mỗi việc cậu ngồi trên lưng mà cậu cũng không yên được nữa. Cậu để con. Đây là công tử nhà tôi, muốn vào gặp lại tiểu thư nhà cô đấy. Việc của mày để đâu? Dạ mời cậu. Đúng đấy, hãy vào nói với tiểu thư nhà ngươi là có công tử Phí làng bên sang chơi. Đúng rồi. Ôi cả chủ cả tớ như nhau, trên dưới này trong ngoài giống nhau hết. Này. À dạ, thưa là cô chủ, con sáng nay bị ốm, nằm mãi vẫn chưa khỏe. Cậu đến không đúng lúc. Các cậu này, mày đuổi ra đấy ạ. Đâu có dám đâu. Cậu, con này nó láo quá. Nó làm như thế là nó đuổi khéo cậu với con về đấy. Này, vâng. Này, ta không tin. Ngươi định bày giật cách để gạt ta đúng không? Ô cậu, con lừa cậu làm cái gì? Không tin cậu vào trong nhà nhá, cậu hỏi ông bà Phú mà xem. Đâu ông bà Phú đâu? Ông bà Phú đang nằm nghỉ ở trong phòng ấy. Cậu để con. Này. Cái con hầu này nhá. Mày vừa phải thôi nhá. Này ông bà Phú đang ngủ ở trong kia. Mày xui cậu tao vào đấy để cậu tao ăn đòn à? Này mày liệu cái thần hồn này nhá. Mày vừa phải thôi, mày muốn cái gì đây? Hả?
Không được thô lỗ. Dạ vâng. Mình là người nho nhã. Dạ. Được nhé. Con này trông cũng xinh xắn. Trông mặt mày cũng trung thực ấy. Dạ. Cảm ơn công tử ạ. Dạ. Tạm thời tin là nhà ngươi. Dạ. Ngươi chuyển lời giúp ta được không? À, lời gì ạ? Ngươi hãy nói với tiểu thư nhà ngươi có công tử Phí làng bên, thương thầm nhớ phụng tiểu thư, mong có một ngày trông về hợp phố. Yêu mến tiểu thư bao ngàn, yêu mến tiểu thư mong được hợp phố, vu quy gì bằng bao ngày chứng mến tiểu thư. Có mặt châu chấu thì có ấy. Mày chửi tao đó. Cậu. Dạ, con thấy con hầu này nó nói đúng đấy chứ ạ. Dạ, nó giống con ở chỗ là dám nói thẳng, dám nói thật cậu ạ. Dạ, cậu như thế nào ấy thì nó nói thẳng như... Mày! Mày là cái khôn nhà dạ dạ đó nhá. Này! Dạ. Nhớ, chuyển lời giúp ta nhá. Dạ, con sẽ cố nhớ ạ. Nếu mà cứ làm tốt ấy, thế nào rồi ta cũng có thưởng nhá. Ôi trời, Ngọc Nữ ơi, phen này chị em chết với anh. Trông về hợp phố. Thằng này à, dạ. Đi vào. Dạ. Chuyển lời giúp ta đấy nhá. Ây dồi. Này. Dạ, không, từ từ cậu. Trời, nhìn kìa. Đúng là chủ nhà tôi đấy. Đâu vào đâu cả. Em làm gì mà cau có vậy? Ôi, cô ấy cô làm em mất cả hồn luôn. Sao? Có việc gì? Phải nói ra. Thì là có cái công tử gì cái ở làng bên kia họ Phí ấy muốn sang tìm hiểu cô. Thế nhưng mà sao? Nhưng mà cả chủ cả tớ mặt thì cứ vênh ngược lên như thế này này, như cả là cái phường thất học ấy, chả hợp với cô tí nào hết. Thì ta đã đồng ý quen người ta đâu. Thì em cứ đoán như thế. Này Liên. Liên này. Em cầm lấy cái này. Nếu em có đưa thư của thầy đồ ta cho chàng, đưa cả cái này nữa nhá. Cái này hả? Thôi cất đi. Cất cẩn thận. Để lộ ra ngoài là bao nhiêu công sức xuống sông xuống biển hết đấy nhá. Rồi lúc đấy lại khổ thân chàng. Trời ơi. Cô ạ, là cô chỉ để tâm đến thầy đồ thôi. Ta để tâm đến cả em nữa cơ mà. Nếu có đám nào tốt, chắc chắn sẽ tìm để gả cho em. Không, em không thích đâu. Em thích ở với cô. Ở với cô em sướng hơn. Ai cũng cần có gia đình em ạ. Thôi, cô vào nhà đi. Em quét nốt cái sân này rồi không tí nữa ông bà ra ông bà chửi em chết. Cô vào đi. Cẩn thận đấy nhá. Biết chữ. Thế nhưng mà kiểu này có mùi tình yêu rồi. Chuyện còn dài lắm, thầy sẽ kể sau. Thôi con vào nấu cơm đi. Vâng ạ. Con vào thổi cơm ngay đây ạ. Đúng rồi, ông là... Đây mà, ấm Phí đây. Hả? Trời ơi, bao nhiêu năm rồi, vậy mà ông vẫn nhớ ngày này ư? Quên làm sao được. Thì mời ông ta uống nước. Cảm ơn. Con ơi, pha cho thầy ấm nước. Dạ, thầy gọi con ạ. Đây con. Con chào bác ạ. Chào con. Chào. Giới thiệu với ông, đây là con trai tôi. Con xin phép con đi pha ấm nước ạ. Cái má, cái cằm, sao giống nàng đến thế? Thôi mày đi pha nước đi.
Cái thằng con ông ấy càng nhìn càng giống mẹ. Nó vừa có nét giống ông, lại vừa giống nàng. Ông quả là có phước ấy. Cảm ơn ông. Đây là cháu của ông à? Không phải. Nó là con hầu nữ của nhà cô ấy, mấy hầu nam nhà tôi. Bố mẹ nó đoản mệnh à. Tôi đưa cháu nó về chăm sóc, cho nó đi theo hầu, cho nó vui. Chết cả rồi sao? Ủa, thà nào không thấy gì liên đến thắp hương cho cô ấy. Hồi còn sống hai người biết bao nhiêu kỷ niệm, mà tại sao họ chết? Thì trong một lần đi đưa hàng cho nhà tôi bị cướp giết. Đợt đấy nhà tôi cũng thiệt hại nhiều lắm. Con à, đây là con của dì Liên à, bây giờ con đưa em đi chơi, có cái bánh trái gì thì cho em ăn nhé. Dạ vâng ạ. Đi đi với anh. Dạ. Cái ngày đấy tưởng ông đi rồi là tôi sẽ có được nàng, thế mà rồi thì cuối cùng là chả ai cưới được nàng. Rồi bỗng dưng ông về, ông mang theo một thằng cu bảo là con của nàng. Tôi không thể nào tin được. Nhưng mà người mất thì đã mất rồi, biết hỏi ai, đành chấp nhận. Ẩm Phí ngày xưa nổi tiếng ăn chơi ở làng, không ngờ lại giữ được tấm lòng thủy chung như vậy, thật hiếm có. Xin phép ông, tôi vào thắp cho nàng nén nhang. À, để tôi đưa ông đi. Mời ông. Tôi xin mời ông. Ngọc nữ, Ngọc nữ ơi, bao nhiêu năm nay nàng đi ở đâu rồi? Không, không dùng hết cả người thế kia thì đốt hương làm sao nó cháy được? Đưa đây. Ái Ngọc nữ ơi, bao nhiêu năm nay ta nhớ ta thương, ta chờ ta đợi, mà sao nàng chẳng quay về? Ta vẫn yêu nàng lắm Ngọc nữ ơi. Này, ông đã thắp hương đâu mà khóc? Tôi xúc động quá, ông đừng có ghen nhé. Ngọc nữ ơi. Ôi trời ơi, Ngọc nữ ơi. Ngọc nữ ơi. Đừng lại, kiểu đâu. Đừng lại. Anh ơi, cưới trâu một tí. Cưới trâu à? Được rồi, lên đây. Cưới trâu đúng không? Vâng. Bắt trâu. Anh ơi, đi qua. Phi đi anh, đây. Bắt đi qua. Trâu, đi thôi. Bắt. Anh cho trâu phi đây. Này, kiểu đâu, em có thấy vui không? Vui lắm ạ. Con trâu đi. Phi. Này, Tiểu Đồng ơi. Dạ. Em có thấy nhớ mẹ em không? Em không nhớ. Mẹ là người sinh ra em, yêu thương em thì em phải nhớ chứ. Nhưng lâu rồi em không gặp thấy mẹ đâu. Lâu rồi không gặp thấy mẹ. Tiểu Đồng. Dạ. Em có tin anh không? Có. Có quý anh không? Có. Ừ, được rồi. Bây giờ ấy, nếu ai mà gặp em hỏi em có nhớ thầy mẹ em không thì em phải trả lời là có, biết chưa? Dạ vâng. Mà nếu ai gặp em hỏi là tại sao em lại nhớ thầy mẹ em thì em phải bảo là nếu thầy mẹ em còn sống thì sẽ đối xử rất tốt với em, hiểu chưa? Dạ em hiểu ạ. Anh ơi, anh tốt quá. Này, anh bảo đây là nhà anh. Khi nào em muốn học chữ hay tìm người chơi, cứ đến đây gặp anh, hiểu ạ? Dạ vâng. Anh ơi, sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Tại vì ngày xưa mẹ em đối xử rất tốt với cả thầy mẹ anh. Anh ơi. Hả? Đang nói chuyện với em, tự nhiên anh chạy ra đấy làm gì ạ?
anh đang tưởng tượng về ngày xưa. Em không hiểu được đâu. Thế anh gặp bố mẹ em bao giờ chưa? Chưa. Thế thì anh nói dối. Chưa gặp. Làm sao anh biết được là bố mẹ em rất tốt với bố mẹ anh? Thì thầy anh kể với anh là như thế. Anh ơi. Hả? Chỉ cần nói mà cũng tin à? Không phải. Thế nhưng mà một người đáng tin nói với mình ấy thì mình phải tin thôi. Vâng, em hiểu rồi. Ừ. Anh ơi. Hả? Em cưỡi trâu chán rồi. Thôi, anh cho em xuống đi. Xuống à? Vâng. Chán rồi à? Vâng. Được rồi, xuống nhá. Sao chán nhanh thế hả? Em muốn ở bên ông. Này, ông có đối xử tốt với em không? Tốt ạ. Ừ. Ông cho em ăn, cho em ở, cho em đi cùng. Anh bảo này. Dạ. Sau này ấy, mà gặp chuyện gì hoặc ai bắt nạt, đến đây gặp anh, hiểu chưa? Vâng. Tốt, ngoan lắm. Ông ơi, để mời ông ra sơi nước. Khóc nhiều quá, mời ông. Ngọc Như ơi, trời ơi, trời ơi, ra ngoài đi, ông ấy không về. Cơ hễ dỗ nàng là trời lại đổ mưa. Mời ông. Ông, sao ông lại khóc thế kia? Tao khóc đâu. Rõ ràng ông khóc mà. Đấy là cái con muỗi ngày nó bay vào mắt tao, tao khóc khi nào? Con đi nấu cơm ạ. Mà cái thằng nhóc này lại nhớ ông rồi hả? Vâng ạ. Hai ông cháu thân nhau nhỉ? Con ơi. Dạ. Con đây ạ. Thế sao không đưa em đi chơi? Con đã đưa đi chơi khắp nơi, còn cưới cả châu rơm nữa, nhưng mà cứ đòi về ạ. Thú thật với ông, nhà cũng nghèo người, nên là hai ông cháu cứ quấn lấy nhau, đi một tí là nhớ. Thế cho nên là đi đâu tôi cũng phải đưa nó đi theo. Ông ơi, về thôi, đến giờ uống thuốc rồi. Cái thằng tiểu tử này. Được, về thì về. Thưa ông, việc cần làm ấy, thì tôi cũng đã làm rồi. Bây giờ xin phép ông cho ông cháu tôi về. Con chào bác ạ. Về khi nào rảnh hai ông cháu lại sang chơi. Thế chào ông, tôi về nhá. Ông lại nhà. Con chào ông, mẹ chào anh. Con chào bác ạ. Con thấy không? Dù con người ta giàu sang hay nghèo hèn, rồi cũng sẽ lớn lên, cũng già đi theo cách của họ. Cha ơi, ông ấy hình như là người quen cũ của cha. Ông ấy là một công tử ít học, trước đây đã đánh cha vì ghen. Ông ấy rất yêu mẹ con. Tại sao cha lại nói chuyện nhẹ nhàng như thế ạ? Bởi vì hoàn cảnh của ông ấy còn đáng thương hơn rất nhiều. Cả đời không có nổi một mụn con, và cả đời vẫn thầm yêu mẹ con. Thật con không thể ngờ